Vâng, xin kính chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu đó là lưới bẫy gà rừng. Cái giọng cao của nó là bao nhiêu lưỡi, chiều dài là tùy thích. Ví dụ các bác muốn dài hơn 30 mét hoặc 50 mét. Đây là cái tay lưới bẫy gà em đang làm này, dài 50 mét. Đây em quay sát để cho các bác xem nha. Đây là em, phần em đang cặp chì. Chì em cặp rất là nặng và cặp rất là tròn, không mà sợ bị rối này. Chuẩn luôn cho các bác xem. Viên nào cũng như viên nào luôn. Đây nha, tròn lắm. Cặp rất là tròn, không mà sợ rối. Viên nào như viên nào chuẩn. Đây chỉ đây nặng đấy. Nên hình cho các bác xem rất là vuông nữa. Đầu này, đầu trên em đã được thắt rồi, thắt chết luôn rồi, để chống chạy mắt. Đấy, chống chạy mắt. Đầu dưới là thắt xong, thắt chết luôn, chống chạy mắt đây, thắt luôn. Sau đó em cái cặp chì làm rất là chuẩn và đảm bảo. Đầu viên đầu dưới em đi dây rộng, dây này siêu bền rồi, khỏi suy nghĩ rồi. Dây đen luôn. Đây là tay lưới đã hoàn thiện. Cặp chì xong hoàn thiện này. Đây đầu dưới là cặp chì này. Đầu trên này các bác lưu ý nha, tại vì là nhiều khi các bác hỏi là tại sao mang về không biết cách đánh, không biết cách răng, nhưng mà thực tế là nó rất đơn giản. Đầu chì cặp là chúng ta sẽ đi ở dưới, chúng ta sẽ ghim ở dưới sát đất. Còn đầu trên kia là đầu trên. Đấy, đơn giản thôi các bác ạ. Rất là đẹp. Nếu các bác nào làm thì liên hệ với em nhé, 0938 336 470.